người phụ nữ mắn đẻ nhất trên thế giới, 40 tuổi sinh 44 đứa con giờ ra sao? Ông vua đẻ của Việt Nam cũng không kém cạnh. Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức Lâm Lánh TV. Các bạn ơi, chưa bao giờ mà mình đọc được một tin tức mà nó hay ho tới như vậy. Và thậm chí là ở Việt Nam cũng không kém cạnh những người quốc tế khi đã có những người sinh tới mấy chục người con. Vâng, người phụ nữ khiến cho cả thế giới phải nể phục này chính là chị Mariam, 41 tuổi, hiện đang sống tại quận Mukono, Uganda. Chị được biết đến là một người phụ nữ may mắn nhất, mắn đẻ nhất trên thế giới, thậm chí là được xác lập kỷ lục. Bác sĩ kết luận, chị bị rụng trứng di truyền, nếu như trứng không được thụ tinh, có thể ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe. Vì vậy, đành phải đẻ liên tục, cứ có là đẻ. Tại Việt Nam cũng không thua kém với ông Hoàng 21 người con. Các bạn hãy nhớ lắng nghe tới phần cuối của video sẽ có điều rất thú vị. Kể về hành trình sinh con ngoạn mục của mình, chị Mariam cho biết chị đi lấy chồng từ năm 12 tuổi. Đến năm 13 tuổi, chị bắt đầu có đứa con đầu tiên và khi bước sang 40 tuổi, chị có đứa con thứ 44. Sở dĩ người phụ nữ có số con nhiều hơn cả tuổi của mình là bởi vì rất nhiều lần chị mang thai đa thai. Được biết, chị Mariam kết hôn với chồng hơn chị 28 tuổi. Ở lần sinh nở đầu tiên, chị sinh đôi. Cứ thế, hai vợ chồng sống chung với nhau tới năm 36 tuổi thì có tới 42 người con. Sau đó, chồng của chị Mariam đã bỏ đi vì không thể nào chịu nổi gánh nặng kinh tế của gia đình, khiến cho cuộc sống của bà mẹ đông con đã càng nghèo khó và càng thêm vất vả. Năm 40 tuổi, chị Mariam tiếp tục sinh thêm hai đứa con nữa, nâng tổng số con lên 44 đứa, bao gồm 6 lần sinh đôi, 4 lần sinh ba và 3 lần sinh tư, còn lại là sinh một. Trong đó có một đứa trẻ đã qua đời trong lúc chị chuyển dạ. Tại Uganda, người phụ nữ thường sinh nhiều con, trong mỗi gia đình thường có từ 5 đến 6 đứa trẻ, nhưng mà số lượng nhiều như Mariam thì quả thực là hiếm có. Hiện nay, theo thống kê, tỷ lệ sinh con tại Uganda là cao nhất ở châu Phi, nhưng chưa là gì so với số con mà chị Mariam đang có. Năm 23 tuổi, Mariam đã có 25 đứa con. Vì không muốn sinh thêm con nữa, chị đã tuyệt vọng tìm đến bác sĩ để xin sự giúp đỡ. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyên rằng Mariam nên tiếp tục mang thai vì số lượng trứng của chị là quá lớn. Nếu như không sinh thì sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Không thể tin nổi trên cuộc đời này lại có chuyện người phụ nữ quá nhiều trứng nên phải đẻ con, nếu mà quá nhiều trứng trong cơ thể sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Không thể tin được đúng không nào? Việc sử dụng những biện pháp ngừa thai, ví dụ như thuốc tránh thai có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng của bà mẹ này. Vì vậy, người phụ nữ đã đành ngậm ngùi ra về và chấp nhận sống với số phận được ban cho là làm mẹ của rất nhiều đứa con. Mariam đã phải làm đủ mọi công việc, quần quật từ sáng cho tới đêm. Chị vừa là thợ làm tóc, vừa trang trí sự kiện, thu thập phế liệu, pha rượu làm thuốc và làm thảo dược. Mặc dù cuộc sống nghèo khó nhưng Mariam luôn luôn cố gắng cung cấp cho các con những điều tốt nhất có thể bằng số tiền lương ít ỏi của mình, từ đồ ăn, quần áo, chăm sóc y tế cho đến học phí. Mariam rất chú trọng trong việc học của các con và đây cũng là niềm an ủi duy nhất của chị. Người phụ nữ đông con nhất trên thế giới luôn tự hào khoe những tấm ảnh tốt nghiệp của các con được treo trên bức tường cũ. Nhưng trời chiều thay, cũng vì quá nghèo cho nên đứa con lớn nhất của bà là Ivan, 23 tuổi, đã phải nghỉ học để phụ giúp mẹ. Ivan tâm sự rằng, cô bé thương mẹ quá bởi vì mẹ đang bị quá tải, công việc đang đè bẹp bà ấy. Vì vậy, chúng tôi luôn luôn cố gắng giúp đỡ mẹ những gì có thể như là nấu ăn, giặt giũ để cho mẹ bớt vất vả. Trước khi kết hôn, Mariam cũng có một tuổi thơ đầy bất hạnh khi 3 ngày sau khi cô chào đời, mẹ Mariam đã bỏ chồng và 6 đứa con ra đi. Không lâu sau đó, bố của Mariam tái hôn, 5 chị em của Mariam đều qua đời, chỉ còn lại mình chị may mắn sống sót và trốn khỏi nhà. Tuy nhiên, sau khi lấy chồng, việc không thể nào kiểm soát sinh đẻ khiến cho cuộc đời của Mariam một lần nữa lại rơi vào ngõ cụt. Vào năm 2017, Mariam hạ sinh cặp đôi và đây cũng là những đứa con cuối cùng của chị. Người phụ nữ mắn đẻ này đã nhận được sự giúp đỡ từ bác sĩ phụ khoa tại bệnh viện Bulo ở Kampala, Uganda. Trường hợp của cô ấy là khuynh hướng tăng rụng trứng di truyền, làm tăng đáng kể cơ hội mang đa thai. Điều này luôn luôn là do di truyền. Những quả trứng không được thụ tinh, tích tụ lại không chỉ đe dọa phá hủy hệ thống sinh sản mà còn khiến cho người phụ nữ này mất mạng. Vị bác sĩ cho hay. Sau đó, bác sĩ đã tiến hành giúp cho Mariam khắc phục tình trạng sinh con liên tục bằng cách tiến hành ca phẫu thuật cắt tử cung ở bên trong. Nhờ đó, Mariam sẽ không sinh con được nữa. Giờ đây, là một người mẹ đơn thân, Mariam đã dồn hết mọi thời gian, mọi sức lực vào việc kiếm tiền để nuôi các con của mình. Trong ngôi nhà cũ kỹ và lụp xụp nơi gia đình chị đang sinh sống, có những chiếc giường tầng với tấm nệm mỏng,
nhưng chỉ đủ cho 12 đứa con. Những đứa con còn lại và Mariam đành nằm ngủ trên nền nhà bẩn thỉu vì không có đủ không gian. Nếu như ở trong quốc tế có nhân vật Mariam thì ở Việt Nam cũng có ông vua đẻ, có tới 21 người con và những tình huống oái oăm. Các bạn đang lắng nghe bản tin của kênh Làm Lành TV. Vâng, ông vua đẻ trên mảnh đất phù thủy với cây thuốc lá có tên đầy đủ là Trương Văn Ve, sinh năm 1966, trú tại thôn Tả Bốc, xã Lương Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Ông sinh năm 1966 và được coi là người đàn ông nhiều con nhất của Việt Nam với 21 đứa con và hai bà vợ. Người đàn ông này nổi tiếng ở Tà Bốc vì nối tiếp truyền thống đẻ nhiều của gia đình. Ông nội của ông Ve sinh được 12 người con. Bố ông có 8 người con, nhưng đến đời của ông thì số ấy đã lên 21 người. Ông Ve lấy vợ cả vào năm 1981 nhưng không đẻ được con trai nên đã lấy thêm vợ lẽ vào năm 1993. Khi vợ hai sinh con trai đầu lòng, ông Ve đã mổ lợn ăn mừng. Sau đó, vợ cả cũng sinh được con trai. Trong nhà không lúc nào là không có người mang bầu hay là sinh đẻ. Khi bà cả đẻ, thì bà hai mang bầu. Cứ như thế, số thành viên trong gia đình của ông Ve đã tăng lên một cách chóng mặt. Đông con khiến cho cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Chỉ duy nhất, 2 trong số 21 đứa con của ông Ve nói được tiếng Kinh. Tất cả đều sống trong vòng vây đói nghèo, không biết lúc nào có thể thoát ra được. Gia đình của ông Ve sống trong căn nhà tạm bợ được ông xây dựng 20 năm nay. Thức ăn chính của cả nhà là mèn mén, rau rừng. Mỗi bữa sắc 4 mâm thì mới đủ. Căn nhà lụp sụp tạm bợ nhưng chưa bao giờ là đủ với 21 người con vì đứa này lấy chồng, đứa kia lại ra đời. Con trai lớn nhất Trương Văn Vàng sinh năm 1997 cũng cưới vợ, sinh 3 người con và đang sống chung cùng với bố mẹ vì không có đất làm nhà. Mỗi sáng, ông Ve phải họp giao ban, phân công công việc cho bà vợ và các con, tránh việc tranh cãi và tị nạnh nhau. Căn nhà của ông Ve giống như một nhà trẻ mẫu giáo, vì hơn chục đứa trẻ léo nhéo chơi đùa nghỉ ngợp. Danh sách con của ông đã kéo dài hết một trang giấy. Ông Ve đã từng quan niệm, trời sinh voi thì trời sinh cỏ, nhưng cho đến bây giờ ông mới thấm cuộc sống đói khổ và nghèo cực luẩn quẩn là như thế nào. 21 đứa trẻ đã được hai bà vợ của Trương Văn Ve sinh hạ trong một căn nhà của anh, do anh dựng và cai quản trong suốt hơn 20 năm qua. Hầu như là toàn bộ công việc là do hai bà và những đứa con đã có thể bẻ ngô cuốc đất của bé làm. Hai bà vợ đều đẻ tại nhà, tự đẻ và không có một đứa con nào được đẻ tại trạm xá vì lý do là quá xa và tốn kém. Ngôi nhà sàn thì góc nào cũng có cửa, ngoài cửa nhà là chuồng gà, chuồng lợn, dưới gầm là trâu bò, trên gác là lúa ngô. Đàn con gần 20 đứa thì chia làm hai khu vực, khu nam và khu nữ. Bọn chúng cứ tự ăn, tự ra suối tắm nếu như có thể, tự đi ngủ và bảo ban nhau những điều lệ của các anh chị lớn hơn. Từng ấy đứa con, nhưng hiện tại chỉ có 4 đứa con của Ve ra trường xã Lương Thông để học. Bọn nhỏ đói giặc, nghèo khó khốn cùng. Ngô thì trên thung lũng, rau thì ở ngoài rừng, có gì thì ăn nấy. Cả nhà anh Ve đã sống duy nhất bằng nghề trồng ngô, trồng lúa nương, trong khi ruộng rẫy ngày càng bạc màu. Con suối qua bản cạn trơ lòng đá, vì thế bản bị đặt tên là Tả Bốc, có nghĩa là suối cạn. Anh Ve đã nhận nuôi 3 ha rừng cho nhà nước, mỗi năm nhận được 300.000 đồng tiền công. Điều mà Trương Văn Ve lo nhất hiện nay là phải cưới vợ cho đám trẻ đến tuổi của nhà mình. Mỗi đám cưới là tốn tiền lắm, rồi nó có thêm vợ, có thêm con ở cái nhà này. Nhà này thì lấy đâu ra chỗ mà ngủ, lấy gì mà ăn, lấy đâu tiền cho chúng nó đi học.